là nhân viên văn phòng 26 tuổi và cũng là một khách hàng cực kỳ thân thiết của Yogo, nước ép rau củ quả sạch. Thì cách đây không lâu á, mình cũng có làm một cái clip chia sẻ niềm vui của mình khi mình đạt được khi mình là giảm được 8 kg trong vòng 7 tuần á. Thì hôm nay khi mà đạt được cái cân nặng mong muốn, và cũng kể từ khi, 3 tháng kể từ khi mà mình ngưng hẳn cái dịch vụ sử dụng dịch vụ giảm cân của Yogo, thì cũng vô cùng may mắn khi được đứng ở đây để chia sẻ với các bạn niềm vui này. Thì sau khi mà detox 3 ngày thì Hân giảm được 2 kg. Đó là cả một cái gọi là cái niềm vui mà không thể nào tưởng tượng được vào thời gian đó luôn á. Tại vì Hân thử nhiều lắm rồi, thậm chí Hân đã đi tập rất là Hân bỏ đói bản thân nữa mà Hân vẫn không giảm được. Lúc đó mình chỉ nghĩ ôi chết rồi, mình là thuộc cái dạng mà hít thở khí trời mà vẫn béo. Nhưng mà chỉ còn 3 ngày thôi mình có thể giảm được 2 kg. Đó là cả một cái niềm vui thật sự rất lớn vào thời điểm đó, và đó là một cái động lực để mà mình có thể tiếp tục kiên trì lựa chọn cái phương pháp detox giảm cân với Yogo. Thì khi mà mới bắt đầu sử dụng cái liệu trình detox 3 ngày á, thì đầu tiên là Hân lo lắng là cái vấn đề là Hân sẽ đói bụng. Nhưng thật ra thì nếu mà một ngày bạn uống 5 chai nước ép á, và bạn ăn thêm một bữa là từ 600 gram rau củ quả tươi, thì không thể nào mà đói bụng được, thậm chí là Hân ăn không hết cái phần ăn của mình cơ. Cho nên là cái về vấn đề đói bụng thì thôi thì nó sẽ không có xảy ra. Nhưng mà có một vấn đề khác là tại vì lúc trước đến giờ mình đã quen ăn là đồ chế biến rồi, cho nên mà khi mà mình ăn đồ sống á, thì mình sẽ bắt đầu mình nhớ, mình thèm mấy món gì thích đó. Và Hân đặc biệt thích thịt nướng cho nên là Hân cũng phải đấu tranh dữ lắm á, thì mới có thể kiên trì được 3 ngày đó, 3 ngày hoàn toàn không sử dụng đồ chế biến. Sau 90 ngày thì Hân giảm được tổng cộng là 12,5 kg. Và sau 3 tháng kể từ khi mà Hân ngưng sử dụng dịch vụ của Yogo thì cân nặng của Hân vẫn đạt mức đó, mặc dù là Hân có thể ăn tất cả mọi thứ nhưng mà không, hoàn toàn là không hề có dấu hiệu tăng cân trở lại, thậm chí nó còn hơi xuống một xíu nữa. Cho nên là bạn có thể yên tâm là cái vấn đề là detox với Yogo bạn sẽ không, hoàn toàn sẽ không tăng cân trở lại. Thì sau 90 ngày hình thành thói quen sử dụng rau củ quả tươi sống á, thì Hân vẫn tiếp tục là duy trì cái thói quen ăn nhiều rau củ quả. Và tất nhiên là mình không thể ăn hết ăn giống như là khi mà mình giảm cân được, thì hiện tại thì Hân ăn hai bữa chế biến và vẫn duy trì buổi tối ăn rau củ quả tươi sống, và lâu lâu uống nước ép để bổ sung cái enzyme, vitamin và khoáng chất cho bản thân lắm ạ. Thì mà khi mà bắt đầu mà bước vào cái quá trình mà giảm cân á, thì cái việc đầu tiên là cái thói quen ăn uống nó phải thay đổi. Cái tháng đầu tiên là cái tháng mà khó khăn nhất, là bởi vì buổi sáng là phải ăn rau củ quả nè, tại vì không để dành cái bữa chế biến là buổi trưa, tại vì không đi làm cho nên là trưa thường là ăn cơm trưa ở công ty đó. Rồi buổi tối về trên đường về đói cồn cào luôn, rồi mùi thịt nướng, rồi mùi đồ ăn đủ thứ, nhiều cám dỗ lắm, nhưng mà cái việc kiên trì đó đã mang lại kết quả rất là tốt, rất là tuyệt vời. Đã, và cái sự động viên, cái sự mà hỗ trợ của các bạn á, những người mà đang trong cái quá trình giảm cân với mình á, đi cùng mình trên con đường đó, thật sự nó đóng góp một phần rất lớn về cái để mà Hân có thể duy trì, có thể kiên trì thực hiện cái liệu trình của mình. Với những bạn mà đang gặp khó khăn trong vấn đề giảm cân á, thì Hân chỉ muốn nói một điều thôi, là bạn không thể thay đổi cả thế giới được, bạn chỉ có thể thay đổi chính bản thân bạn thôi. Mà muốn thay đổi bản thân thì bạn chỉ cần cho bản thân một cơ hội duy nhất thôi. Khi mà bạn đang có những băn khoăn, lo lắng và những chần chừ khi mà tìm cho mình một phương pháp giảm cân phù hợp á, thì hãy đến và trải nghiệm đi. Bởi vì Hân là một người đã trải nghiệm rồi, và Hân đứng ở đây mà Hân đã thành công, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ làm được điều đó.